Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Học Tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đến với tập 6 của bài 11, Bì và Viết. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về viết, như là cái tính tầm quan trọng của viết, là cái viết lúc thời xưa và bây giờ có gì khác biệt, cũng như những cái công dụng, những chủng loại của những loại viết khác nhau. Và mình học cấu trúc là A, Mỹ, Dậu, B, Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học nhé. 第十一课 笔 笔 là viết ha. 笔是生活中很重要的文具 生活中 là trong cuộc sống ha. 很重要 là rất là quan trọng. 文具 là dụng cụ học tập. Viết là dụng cụ học tập rất quan trọng trong đời sống. Mình dịch ngược bên đây qua ha. 在笔还没有发明以前，大家是用手指或书支在地上写字。在笔在呀，笔还没 là vẫn chưa, phát minh là phát minh, 以前 là trước kia, là khi mà viết vẫn chưa được phát minh, trước khi viết vẫn chưa được phát minh, khi mà viết trước khi dịch đây chứ viết vẫn chưa được, hải mỹ vẫn chưa được phát minh. Ta cha sử dụng sấu chữ, sấu chữ là ngón tay, dùng ngón tay. Su chữ là nhánh cây. Tại đi sang là ở trên mặt đất, xỉa chữ là viết chữ. Mọi người dùng ngón tay và nhánh cây để viết chữ ở trên mặt đất, trên đất ha. Hậu lại cổ đại tờ rỉn dùng động vụ tờ mạo, mạo cân, chú tử, cho chẳng dị. Hậu lại là sau này, cổ đại là thờ cổ đại xa xưa đó. Động vụ tờ mạo cân, chú tử. Động vụ tờ mạo cân, chú tử, mạo cân, tức là những cái lông của động vật. Chú tử là cái chúc, cho chẳng dị. Đó, dùng lông động vật và cái cây trúc để làm viết. Chào cho mão bì, gọi là viết lông. Mão là lông, bì là viết ha. Sau này, người cổ đại đã dùng lông và tre, đó, trúc hoặc là tre ha. Lông và tre của lông động vật tre để làm thành viết, gọi là viết lông ha, mão bì. Mão bì tờ công năng hình tua, sư phả gia ná tha lại xỉa sư phả, hoa của hoa, sư rình ná tha lại xỉa xin, xỉa sư. Viết lông ha, công năng hình tua là rất nhiều chức năng. Sư phả gia là những người viết làm, viết thư pháp ha, ná tha lại xỉa sư phả, dùng nó để viết thư pháp. Hoa của hoa, hoa của hoa là để vẽ, vẽ tranh. Sư rỉnh nã tha lại xỉa sư, thi nhân thì dùng để là viết. Cán bì cân yuán zi bì phá minh yi hô, yin wei da liang sân chẳng, chà chèn piàn yi, er qiè yong qì lái fang biàn, fang biàn, phương tiện, 用起来方便, 所以笔就普遍多了。钢笔 là cái viết, cái đó mình gọi là viết cái viết bằng bấm mực đó các bạn ha. Đó là cái dạng mà cái viết mình kêu là cái viết gì? Cái viết mà lúc đầu mình dùng bấm mực, hiện tại là đối với những cái học sinh cấp thấp là dùng cho để họ để rèn luyện chữ ha. Yuán zi bì là viết bi bây giờ của mình. Phá miễn dị hô là sau khi phát minh. Yên quê ta lang sân thẳng, bởi vì được sản xuất ha, số lượng lớn. Ta lang là lớn, số lượng lớn. Còn sân thẳng là sản xuất. Chà chiến thiện dị, giá cả
giá rẻ, 价钱 là giá, 便宜 là rẻ. 而且, 用起来方便, đồng thời, dùng rất là thuận tiện, 方便, thuận tiện. 所以比就普遍多了, cho nên viết đã trở nên phổ biến rất nhiều, 普遍 là phổ biến ha. 笔, 有很多种, 有毛笔, 铅笔, 圆珠笔, 粉笔, 蜡笔, 彩笔, 等等. Viết là nhiều loại, 很多种. 毛笔 là viết lông, 铅笔 là viết chì, 钢字笔 là viết viết nguyên tử, tức là viết bi á các bạn. Hãy dùng phấn bì, còn có là viết phấn. Lạ bì là viết sáp. Trải sơ bì là viết màu, tấn tấn. Xuyên tại, suy rán phá miệng là điện não. Sử dụng tờ chi hội mấy dụ ý chiến nà mơ tùa. Tại sư sân hóa, hãy sư giao dung bì xế công khơ. Y bán rừng sân hóa chung, hãy sư dụng tờ tạo. 现在 là hiện tại, suy rằng là mặc dầu phát minh ra điện não là máy vi tính. Hiện tại mặc dầu đã phát minh ra máy vi tính, sử dụng bị tờ chi hội, sử dụng viết ha, cái cơ hội, mấy dầu gì chén na mơ tua, mấy dầu gì chén, không có như trước đây nhiều như vậy. Cơ hội sử dụng viết không nhiều như trước đây ha. 但是学生还是要用笔写功课. Nhưng mà học sinh ha, sửa sinh là học sinh, vẫn phải dùng viết để làm bài tập, viết viết bài. 一般人生活中, một số người trong đời sống sinh hoạt, 还是用得到它, cũng phải dùng đến chúng. 现在请你说一说你有什么样的笔呢? À, bây giờ mời bạn hãy nói xem, suy suy ha. Bạn nghĩ dụ tầm mấy dạng, bạn có viết bi loại nào? À. Sân chữ, từ mới, quẩn chữ. Quẩn chữ là văn phòng phẩm. Sấu chữ là ngón tay. Sụ chữ là nhành cây, cành cây. Đi sang là trên mặt đất. Hậu lại sau này. Mão là lông. Chú tử là tre, hành tre hay trúc ha. Công năng là công năng, chức năng. Sư phạ gia là nhà thư pháp, tức là người viết thư pháp. Căn gì, cái viết này là viết bơm nước đó các bạn ha. Nguyên chữ bị, viết nguyên tử hay là viết bi. Tạ liang số lượng lớn. Sân sản sản xuất. Giá tiền giá tiền. Phổ biến là phổ biến. Phấn bị là viết phấn. Trải sơ bị viết màu. Y ban rỉnh, một số người. Giờ mình đến với phần cấu trúc câu. Chữ xỉnh, hậu lại là sau này. Ba bà bình lại xiang hủy Thái Quan khăn dễ dễ. Hậu lại, chế tình chỉnh dễ dễ đào Mỹ của Lại Quan. Vốn dĩ ba muốn về Đài Loan thăm ông nội, sau đó thì quyết định mời ông nội đến Mỹ chơi. Miễn chân tờ miễn chủ ủ theo tờ hình học. Hậu lại hãy dụ hãy truy và của tham gia bị sai. Minh chân nhảy bố vương tập dân tộc rất là hay. Sau này còn đi nước Pháp để thi đấu. Hãy ta gia dùng bị xế xin xế công khơ. Hậu lại phá miễn là điện não. Tại đa bộ phân sử dụng điện não cho dơ xế sư là vốn nghĩ là mọi người dùng viết để viết thư, làm bài tập. Sau đó thì phát minh ra máy vi tính. Bây giờ đại bộ phận là dùng máy vi tính để làm những việc này. Gia chế,
你为什么没参加这次的校外学教学？ 我本来打算参加，可是后来， tại sao lần này bạn không tham gia vào cái hoạt động ngoại khóa của trường? Mình vốn dĩ là dự định, tại sao là dự định tham gia, nhưng sau đó lại bận, lại không có thời gian, mấy giờ sự gian. Nã lại là lấy cái gì đến ha? Lào sư giao wǒ nã mǎo bǐ lái huà guó huà, xiě shù fǎ, là dùng cái gì để làm cái gì ha? Là cô giáo dạy chúng ta cầm viết lông để vẽ tranh, viết thư pháp. 我喜欢拿彩色笔画风景，拿蜡笔来画动物。 Mình thích dùng viết màu để vẽ phong cảnh, dùng viết sáp để vẽ động vật. Ngày nay, 拿他的旧衣服啊桌子， bà nội lấy quần áo cũ của mình để lau bàn. Miễn chân, mama, 你今天拿到什么来做沙拉？ 今天要拿什么来做沙拉？ 我拿青菜来做沙拉。 Mẹ ơi, hôm nay mẹ dùng cái gì để làm salad? Mẹ dùng rau cải, chín thai là rau cải để làm salad. A, mẹ nhổ bi nam là A, không có như B như thế nào đó ha. Hiện tại máu bị mẹ nhổ duyên sư bị nam họ dùng. Hiện tại biết lòng không có dùng tốt như viết bị ha, dùng tốt mình phải dùng đây trước ha. Mama xua chua miên chảo miên mấy giờ chua nếu dâu miên nam ơ nản, mẹ nói làm mì xào không có khó như là làm mì xào bò. Chinh san nông trạng ý chén mấy giờ chén dài sơ mơ nam ơ hảo phèo liang. Mình có thể dùng sơ mơ cũng được. Nông trường Thanh Sơn trước đó không có đẹp như bây giờ. Má bà, thính số, nì mên xuế xào yô chải y khơ, nì chuế tận nã cơ dây nán. Wò chuế tận, chuế tận của họa mấy dụ nà mơ nán. Mấy dụ su phạ nà mơ nán. Nghe nói trường học của con có lớp học kỹ năng, con cảm thấy cái nào môn nào khó nhất? Con cảm thấy thì môn hội họa không có khó bằng môn thư pháp. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Zai jian. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh và cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.